bạn sẽ đối phó như thế nào nếu như đi du lịch Đà Nẵng, tham quan Bà Nà Hills mà trời đổ mưa? Chắc hẳn lúc này các bạn sẽ rất hoang mang và có phần tiếc nuối vì không biết đi đâu, làm gì trong điều kiện thời tiết như thế này, đúng không? Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà trì hoãn chuyến đi du lịch Đà Nẵng của mình nha. Hãy bỏ túi ngay các mẹo tham quan Bà Nà Hills ngày mưa mà cuồng sắp bật mí dưới đây để chữa cháy tình hình. Chắc chắn với những lưu ý nhỏ này, chuyến trải nghiệm của bạn sẽ thêm phần thú vị hơn đó. À, nói sơ qua một chút về địa điểm du lịch Đà Nẵng Bà Nà Hills này để các bạn dễ hình dung nha. Khu vui chơi giải trí Bà Nà Hills nằm cách trung tâm khoảng chừng 40 km, khá là xa nên kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng vui chơi Bà Nà Hills là các bạn nên đi sớm sớm một chút nha, chứ đi trễ quá thời gian di chuyển lại nhiều, mà trong địa điểm du lịch Đà Nẵng có cả đống trò chơi, đi trễ quá chơi không được nhiều mà lại phí cái vé đi. Giá vé của Bà Nà Hills đang được bán với giá niêm yết tại cổng địa điểm du lịch Đà Nẵng là 750.000 đồng cho một vé nha các bạn. Nếu các bạn muốn mua vé Bà Nà Hills giá rẻ thì đừng quên gọi cho Cuồng Du Lịch, vì Cuồng Du Lịch là đại lý bán Bà Nà Hills giá rẻ mà. Bà Nà Hills dần dần chiếm trọn trái tim của những du khách Đà Nẵng bởi đây là công trình vui chơi có quy mô hoành tráng nhất hiện nay. Tuyến cáp treo lên khu vui chơi giải trí Bà Nà Hills cũng là một trong những lý do khiến du khách du lịch Đà Nẵng đến Bà Nà Hills nhiều như thế. Tuyến cáp treo ở địa điểm du lịch Đà Nẵng này sẽ đưa các bạn đến với chốn tiên cảnh. Ở tại địa điểm du lịch Đà Nẵng nổi tiếng nhất Bà Nà Hills có rất nhiều những thứ để bạn có thể khám phá trong chuyến du lịch Đà Nẵng của mình. Từ làng Pháp đến vườn hoa đến khu vui chơi Fantasy Park, rồi chùa Linh Ứng, khu tâm linh, khu tượng sáp và đặc sắc nhất có lẽ là cầu vàng Đà Nẵng rồi. Trong các tour Đà Nẵng thì thường sẽ có tham quan tại địa điểm du lịch Đà Nẵng này các bạn nhé. Bởi vì khách du lịch Đà Nẵng hiện nay cứ đi tour Đà Nẵng là lại muốn khám phá tại Bà Nà Hills à. Một, trải nghiệm các trò chơi trong nhà tại Bà Nà Hills. Thời tiết tại Bà Nà Hills rất thất thường, mưa có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đặc biệt nếu như du khách đi du lịch Đà Nẵng tham quan Bà Nà Hills vào khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 11 thì rất dễ gặp mưa. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này bạn cũng đừng quá lo lắng, vì tại Bà Nà Hills có rất nhiều trò chơi hấp dẫn đang chờ đợi bạn, mà đặc biệt phải kể đến khu vui chơi Fantasy Park. Theo Cuồng được biết thì Fantasy Park hiện là khu vui chơi giải trí trong nhà duy nhất ở Việt Nam và trên thế giới có vị trí tọa lạc trên đỉnh núi. Nằm trong khuôn viên của địa điểm du lịch Đà Nẵng, Bà Nà Hills Fantasy Park có diện tích tổng cộng là 21.000 m². Đến khu vui chơi này thì khách du lịch Đà Nẵng sẽ có cơ hội trải nghiệm những khu chơi lý thú mới lạ cùng người thân và bạn bè, cùng những trò chơi cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn mà bất kể du khách nào cũng muốn quay trở lại trải nghiệm một lần nữa. Được thiết kế và xây dựng dựa theo cuốn tiểu thuyết Hành trình vào trung tâm trái đất và hai vạn dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne, khu vui chơi Fantasy Park được chia làm 3 tầng, bao gồm trò chơi cảm giác mạnh, trò chơi thám hiểm và nhiều thể loại khác, rất hấp dẫn để bạn trải nghiệm lần lượt từng trò một. Dưới đây là những trò nổi bật tại Fantasy Park mà bạn không nên bỏ lỡ nha. Bảo tàng tượng sáp. Khu trưng bày tượng sáp Sun World Bà Nà Hills là khu trưng bày tượng sáp đầu tiên tại Việt Nam, nằm trong khuôn viên của Fantasy Park với các bản sao tượng sáp ấn tượng của nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong các lĩnh vực như điện ảnh, ca nhạc, thể thao, chính trị gia. Mỗi bức tượng là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được thực hiện bởi những nghệ nhân người Ý. Tại đây, bạn có thể được ngắm nhìn các nhân vật nổi tiếng trên thế giới như danh hài Mr. Bean, đám cưới hoàng gia Anh của hoàng tử William và công chúa Kate, cướp biển vùng Caribe và nhiều nhân vật khác nữa. Tháp rơi tự do. Tháp rơi tự do mang lại trải nghiệm nghẹt thở cho bất cứ khách du lịch Đà Nẵng đam mê bộ môn này. Từ mặt đất, bạn sẽ bị đẩy lên tới đỉnh tháp với độ cao 29 m. Tại vị trí cao nhất này, nếu bạn đủ can đảm, hãy mở mắt ngắm nhìn toàn khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục của khu vui chơi Bà Nà trong giây lát trước khi bất chợt bị rơi tuột xuống đất đáy hang động, với cảm giác rơi tự do không gì như kéo. Phi công Skipper. Bạn mong ước được một lần được tung cánh lên bầu trời cao, Skipper đã ở đây để sẵn sàng chào đón bạn bước chân lên phi thuyền của anh ấy. Trải nghiệm cảm giác trở thành phi hành gia thực thụ, được tự do quyết định,
điều khiển phi thuyền bay theo cách của chính mình, thỏa thích tận hưởng cảm giác phiêu lưu với vô vàn các âm thanh thiên hà kỳ lạ. Công viên Kỷ Jura. Đến với công viên Kỷ Jura, bạn sẽ thấy mình lạc vào chuyến hành trình khám phá những bí mật còn lưu giữ nguyên vẹn nhất của thế giới vào thời điểm cách đây 150 triệu năm. Được tận mắt ngắm nhìn những chú khủng long hai còn nhàn nhã hiền hòa, hay nghe văng vẳng bên tai tiếng gầm rú của khủng long bạo chủ hung hãn. Leo núi nhân tạo. Đến với Fantasy Park và thử nghiệm việc treo mình lắc lư trên những vách núi, bức tường leo núi với độ cao 21m là một kiệt tác đích thực. Công viên Fantasy mang đến những bức tường leo núi nhân tạo lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đừng lo lắng hay ngại ngần, những chuyên gia leo núi dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cùng bạn chinh phục chặng đường khó khăn để lên tới đỉnh. Cuộc du hành vào lòng đất. Cùng tham gia vào chuyến du hành như những nhân vật trong cuốn truyện nổi tiếng Chuyện thám hiểm vào trung tâm trái đất của Jules Verne. Cuộc hành trình với những chiếc xe đi xuyên lòng đất trong bóng tối bao trùm, nơi sẽ có vô vàn hiểm nguy rình rập, cơ hội tấn công bạn từ mọi phía. Bạn sẽ được trang bị một loại vũ khí đặc biệt để bảo vệ mình và tiêu diệt các mục tiêu xung quanh. Ngôi nhà kinh dị. Chắc hẳn bạn đã từng xem qua đâu đó một vài bộ phim kinh dị, hay nghe thì thầm lại những câu chuyện truyền tai về ma quỷ. Trong chuyến hành trình dài của mình, Jules Verne và cô bạn Claudette đã đi lạc vào một ngôi nhà hoang, nơi họ đã phát hiện ra rất nhiều điều bí ẩn và rùng rợn. Bà Đê Mega 360. Bạn đã bao giờ được tận mắt ngắm nhìn những chú khủng long to lớn trong rừng rậm hay cuộc sống đa dạng của các loài sinh vật trong thế giới đại dương bao la chưa? Với hình ảnh 3D 360 độ cong cùng với những hiệu ứng đặc biệt như sự rung động hình ảnh kết hợp âm thanh sống động tạo cảm giác như thật, hãy thử trải nghiệm một lần để không quên rằng bạn như đang lạc vào một thế giới hoàn toàn mới lạ nhé! Nhà thám hiểm tí hon. Bạn có muốn trở thành một nhà thám hiểm tí hon giống như Jules và Claudette không? Hãy đến với ngôi nhà trẻ thơ, nơi các bạn nhỏ tha hồ tự do vui chơi và khám phá. Ở đây có đầy đủ các trò chơi vận động như trườn, trượt, leo trèo, ném bóng, chui ống, luồn lách trốn tìm. Để vượt qua vô vàn chướng ngại vật đồ sộ, hay cũng có thể dành thời gian chơi đùa tại sân bóng đá và bóng rổ. Dạp 4D hiện đại bậc nhất so với các khu vui chơi giải trí trong nước hiện nay, với tổng cộng 28 ghế ngồi được lắp đặt trên một hệ thống cơ chuyển động và cảm biến điện tử, kèm theo màn hình 3D cực lớn cùng rất nhiều các thiết bị tạo hiệu ứng khác, mang đến cho bạn cảm giác như mình là một phi công thực thụ trên chiếc phi cơ F1 vậy đó. Miền Tây Hoang Dã 5D. Đến với dạp 5D mang tên Miền Tây Hoang Dã, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, bạn sẽ trở thành chính những nhân vật trong phim như các chàng cowboy dũng cảm đang thực hiện một sứ mệnh đặc biệt chống lại những kẻ xấu vậy. Bạn sẽ phải chiến đấu với thêm 29 tay súng khác cùng tham gia vào trò chơi, đòi hỏi bạn phải thật sự tập trung cao độ để quan sát, triệt hạ kẻ địch đang ẩn nấp và tấn công bạn. Trò chơi gắp quà. Hãy thử thách sự khéo léo và kiên nhẫn của chính bạn thông qua trò chơi gắp quà. Trò chơi thử tài gắp quà sẽ là cơ hội thể hiện khả năng kiên nhẫn và độ chính xác điều khiển robot của bạn. Với rất nhiều phần thưởng hấp dẫn bên trong tủ kính, bạn hãy thật khéo léo để giành được thật nhiều món quà làm cho phần thưởng cho mình nhé! Đu quay dưới đại dương. Bắt đầu chuyến du ngoạn sâu trong lòng đại dương, cùng những chú cá ngựa ngộ nghĩnh say mê ngắm nhìn những nàng tiên cá xinh đẹp, hay là nghe giai điệu âm nhạc ngọt ngào sâu lắng của đại dương bao la.
giờ mở cửa và vé vào cửa của Fantasy Park. Khi đến tham quan Bà Nà Hill, vui chơi tại Fantasy Park, giá vé sẽ thay đổi tùy thuộc vào đối tượng khách tham quan. Cụ thể, đối với khách du lịch Đà Nẵng từ phương xa đến, bảng giá vé Bà Nà Hill được tính như sau. Giá vé người lớn được tính là 750.000 đồng trên một người lớn, giá vé trẻ em là 600.000 đồng trên một người. Trong đó, giá vé trẻ em chỉ được áp dụng đối với những em nhỏ có chiều cao từ 1m đến 1m3, nếu dưới 1m thì miễn phí vé vào cổng. Với người dân sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng thì mức giá đến tham quan Bà Nà Hill được tính như sau. Giá vé dành cho người lớn 400.000 đồng trên một lượt, giá vé trẻ em được xác định là 300.000 đồng trên một lượt. Trong đó, giá vé trẻ em được tính đối với trẻ cao từ 1m đến 1m3. Một số lưu ý đối với giá vé khu du lịch Bà Nà Hill đó là giá vé trên đã bao gồm 10% chi phí VAT, giá vé đã bao gồm vé vào cổng khu du lịch, giá vé bao gồm vé tàu hỏa, leo núi, tham quan hầm rượu Đi Bay và vườn hoa Jardin Timor, giá vé đã bao gồm tất cả 105 trò chơi tại khu giải trí Fantasy Park và được miễn phí luôn trò chơi cực thú vị Hiệp Sĩ Thần Thoại. Giá vé chưa bao gồm chi phí tham quan bảo tường sát, trò chơi gấp thú nhồi bông, Carnival trong vui chơi Fantasy Park Đà Nẵng. Những lưu ý khi đi tham quan Bà Nà Hill: chuẩn bị hành lý tư trang cần thiết tránh mưa trước khi đi tham quan Bà Nà Hill. Một trong những điều cần thiết mà khi du lịch Đà Nẵng mùa mưa mà các bạn cần lưu ý đó là chuẩn bị trang bị hành lý cần thiết. Vậy cần chuẩn bị gì để có một chuyến đi an toàn và tiện lợi nhất? Cùng tham khảo list đồ dùng cần thiết dưới đây mà Quang đã nốt lại nha. Chúng sẽ rất cần thiết cho chuyến tham quan Bà Nà Hill của bạn nếu trời đổ mưa đó. Để thuận tiện nhất thì các bạn nên lên danh sách các vật dụng cụ thể và chuẩn bị trước chuyến du lịch Đà Nẵng 2 ngày để mọi thứ đều đầy đủ nha. Ô và áo mưa. Đi tham quan Bà Nà Hill vào ngày mưa, bạn nhớ nên mang theo ô và áo mưa đề phòng khi đang đi tham quan các địa điểm du lịch Đà Nẵng. Những cơn mưa rào bất chợt ngang qua như mình nói, thời tiết Bà Nà Hill rất thất thường nên là cứ phòng thì vẫn hơn nhỉ. Chuẩn bị túi chống thấm nước. Đi du lịch vào ngày mưa, bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc ba lô hoặc túi chống thấm nước được may từ vải simili. Bạn nên chọn loại ba lô có nhiều ngăn tiện dụng để chứa nhiều loại vật dụng khác nhau. Còn nếu bạn dùng túi chống thấm thì loại túi đó có thể gấp mỏng như tờ báo để gọn trong ba lô, khi nào cần thì có thể dùng đến. Để chắc chắn hơn thì bạn có thể sử dụng túi ni lông to để có thể bọc được toàn bộ hành lý phòng khi trời mưa. Đây cũng là một bí kíp du lịch ngày mưa không bị ướt hành lý mà bạn cần lưu ý nhé. Găng tay hoặc khăn choàng cổ. Để tránh trường hợp điều kiện thời tiết hay thay đổi thất thường khiến cơ thể dễ bị cảm lạnh và mệt mỏi thì việc mang theo găng tay và khăn choàng cổ là rất cần thiết nha. Giày nhựa. Du lịch Đà Nẵng ngày mưa chắc hẳn các bạn sẽ khó tránh khỏi giày dép bị ướt. Do vậy, việc chuẩn bị những đôi giày nhựa là một mẹo du lịch ngày mưa thuận tiện mà bạn nên tham khảo. Hoặc nếu bạn không mang theo giày nhựa thì khi giày bạn bị ướt, bạn có thể dùng giày báo cũ vò nhào và nhét vào bên trong giày và cứ 2 tiếng lại thay báo một lần. Như vậy, bạn sẽ có giày khô để ngày hôm sau tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bên cạnh đó, việc di chuyển thường xuyên và đi bộ khá nhiều, nên Cường khuyên các bạn nên chuẩn bị giày có chất liệu là cao su, da, để bằng để dễ đi lại và leo trèo nha. Nếu mang giày cứng hay giày cao gót sẽ khiến chân bạn bị phồng rộp, đi lại khó khăn nên sẽ không thể tận hưởng hết niềm vui của chuyến đi của mình. Trang phục. Trang phục cũng là điểm bạn cần ghi nhớ để không bị bất tiện khi dính mưa. Tránh mặc quần áo bó sát, ngấm nước sẽ rất khó chịu, lâu khô và gây ngứa ngáy, nổi mẩn đó. Túi ni lông. Bọc quần áo và một số đồ đạc dễ bị ướt vào túi ni lông, rồi hãy cho vào ba lô để tránh bị ướt. Bạn nên mang theo những quần áo có chất liệu nhẹ nhàng và dễ khô. Máy sấy dùng để hong khô khi quần áo và các đồ dùng khác bị ướt. Máy sấy làm khô nhanh và không làm biến dạng đồ đạc. Thuốc cá nhân. Bạn đừng quên chuẩn bị túi thuốc cá nhân khi đi du lịch như thuốc cảm, băng cá nhân, oxy già, thuốc trị côn trùng cắn, dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc kháng sinh thông dụng để phòng những lúc bị cảm, tai nạn bất ngờ ở nơi xa lạ. Với những ai cẩn thận hơn thì có thể tự trang bị cho mình một số kỹ năng chăm sóc sức khỏe trong điều kiện thời tiết thay đổi như cách giữ ẩm cho da, tránh cảm lạnh và các bài thuốc hữu hiệu cho mùa lạnh mà mình nên mang theo. Mẹo làm khô đồ nhanh.
bạn nên chuẩn bị một máy sấy nhỏ khi đi du lịch Đà Nẵng. Ngoài làm khô tóc nhanh thì máy sấy còn có tác dụng để sấy đồ đạc khi bị ngấm nước mưa. Máy sấy giúp làm khô đồ nhanh mà không làm biến dạng vật dụng. Một lưu ý khi du lịch Đà Nẵng ngày mưa là bạn tuyệt đối không sấy đồ ở bếp lửa hoặc bếp ga. Ngọn lửa trực tiếp lên đồ vật sẽ làm cho vật dụng bị biến dạng. Với những đôi giày bị ướt, bạn có thể bỏ túi chống ẩm vào giày rồi để qua đêm, hoặc cách dễ nhất là dùng những tờ báo vo thành viên nhét vào trong giày, cứ 20 phút thay một lần. Với những quần áo ướt thì sau khi giặt và hoặc vắt, hãy trải khăn tắm của khách sạn ra, để quần áo vào bên trong rồi vắt lại, đảm bảo thì quần áo sẽ khô rất nhanh. Lúc phơi nên phơi gần chỗ thông gió hoặc dùng máy sấy để hơi nước bốc hơi nhanh, hoặc nếu không thì có thể sử dụng giặt sấy ở tại khách sạn Đà Nẵng hoặc là ra ngoài những cửa hàng giặt ủi có ở khắp Đà Nẵng nha các bạn. Đồ ẩm rất dễ bị hư hỏng nên thôi cứ làm khô cho chắc, vừa đỡ mùi mà lại cũng vừa đỡ nặng ma ly, mang về đỡ mệt mỏi đó nha. Đi tham quan Bà Nà Hill bằng phương tiện gì? Vì Bà Nà Hill cách trung tâm Đà Nẵng 35 km mà đường đi giờ rất đẹp và thuận lợi, cho nên bạn có thể di chuyển bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Phương tiện hữu dụng nhất để du lịch Bà Nà Hill gồm có xe ô tô, xe máy và đi tour du lịch Bà Nà Hill ghép trong ngày cũng tiện. Thứ nhất, đi ô tô. Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng mùa mưa của Cuồng, nếu khoảng cách di chuyển không xa, chừng 100-200 km, thì ô tô là lựa chọn phù hợp cho bạn nhé. Đà Nẵng không có nhiều những câu chuyện tình yêu lãng mạn dưới cơn mưa bất chợt như Sài Gòn, không có cái lạnh tê tái như miền Bắc, nhưng các bạn sẽ có cảm giác yên bình cho những chuyến xe đã được lên kế hoạch mà không bị cản trở bởi thời tiết thất thường. Với phương tiện này, bạn sẽ cần để ra khoảng 500.000-1.000.000 đồng cho hành trình của mình. Đi xe taxi. Đối với phương tiện cá nhân di chuyển trong thành phố vào mùa mưa thì taxi có lẽ không còn quá xa lạ với mọi người. Tuy nhiên, mức giá taxi tương đối cao. Giá taxi từ Đà Nẵng đi Bà Nà rơi vào khoảng 350.000 đồng đến 420.000 đồng một chiều và từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng khứ hồi. Thời gian chờ là 4 giờ. Số điện thoại một số hãng taxi bạn có thể tham khảo như taxi Mai Linh 0236 356 5656, taxi Tiên Sa 0236 3797979, taxi Sông Hàn 0236 3727272, taxi Vinasun 0236 368 6868. Đi xe máy. Nếu bạn còn trẻ, có sức khỏe tốt, trời mưa không quá lớn thì xe máy, xe đạp là các loại phương tiện di chuyển được ưa thích vì chúng vừa thuận tiện trong việc di chuyển, vừa có thể có được những trải nghiệm thú vị tại các địa điểm du lịch ở Đà Nẵng. Khi di chuyển bằng xe máy, bạn cũng nên dùng loại mũ có kính che, nước mưa táp vào sẽ làm da mặt rát và sót, khiến bạn không thể mở mắt để quan sát đường đi. Có rất nhiều địa điểm thuê xe máy giá rẻ tại Đà Nẵng uy tín mà bạn có thể tìm đến như dịch vụ thuê xe Đà Nẵng công ty Bình Minh 0986 862 986, 0938 006 843 Anh Khoa, và công ty dịch vụ du lịch người bản địa 0935 139 979 gặp chị Vân. Lưu ý khi thuê xe máy, giá thuê xe dao động khoảng 100-150.000 đồng trên một ngày tùy loại xe. Khi thuê xe, các bạn nhớ kiểm tra các phanh, các bộ phận trên xe xem có hoạt động tốt không nhé, để phòng khi nó ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn. À, nhớ đủ đầy xăng để đi đường xa đó nhé. Đi tour ghép. Ngày trước còn không có thích đi tour ghép đâu, thích đi tự túc, đặc biệt là đi bằng xe máy. Với kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hill cho đến lần gần nhất thì đi Bà Nà Hill đợt đó mình đi du lịch Đà Nẵng đúng vào dịp trời nắng, lười đi xe máy nên quyết định thử đi tour Đà Nẵng một ngày xem thế nào. Cũng từ lần đó mà mình thấy đi tour Đà Nẵng cũng có cực kỳ nhiều ưu điểm, nhiều cái hay, và đó là một phương án bạn nên cân nhắc lựa chọn nha. Bởi ngoài việc có xe ô tô đưa đón tận khách sạn, chả phải lo lắng mưa hay nắng, không phải lo xếp hàng mua vé, lại có hướng dẫn viên chia sẻ rất chi tiết về Bà Nà Hill rồi cả Đà Nẵng nữa, mà tính ra thì giá lại càng rẻ hơn đi tự túc rất là nhiều. Xe trung chuyển. Bạn có thể đi xe trung chuyển tuyến Đà Nẵng Bà Nà xuất phát từ 72 Nguyễn Chí Thanh, giá vé khoảng 70.000 đồng trên một người khứ hồi về trong ngày và 50.000 đồng trên một người một lượt đi hoặc về. Xe xuất phát từ 8:30 hàng ngày, chuyến cuối cùng là 18 giờ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham quan Bà Nà nhiều hơn nữa vào buổi tối và không muốn về sớm thì đi xe này hơi bất tiện nhé. Xe bus lên Bà Nà Hill, giá vé khoảng 150.000 đồng khứ hồi và 100.000 đồng một chiều đi hoặc chiều về. Giá vé này đã bao gồm nhân viên hướng dẫn đi theo, một chai nước 500ml và được đón trả trong nội thành Đà Nẵng. Xe bắt đầu đón khách ở Đà Nẵng từ 7:30 đến 8:30 sáng và đón khách tại Bà Nà lúc 14:30 và 15:30 hàng ngày.
thời gian đi từ Đà Nẵng lên Bà Nà Hill mất khoảng 70 đến 80 phút. Lịch trình du lịch tự túc trong một ngày tại Bà Nà Hill. 7:30 dùng phương tiện thích hợp để bắt đầu chuyến hành trình lên đường đi Bà Nà. 8:30 bạn đến cổng được tự do chiêm ngưỡng và chụp hình với phong cảnh cũng như xem dàn nhạc nước tuyệt đẹp ngay cổng Bà Nà. Sau đó chờ làm thủ tục lên cáp treo, chặng số 1 từ Suối Mơ lên nhà ga Bà Nà. Khi ngồi trong cabin có sức chứa từ 6 đến 8 người, đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới, hệ thống cáp sẽ tự động chạy dọc men theo đường đến đỉnh Bà Nà. Từ cabin của cáp treo, các bạn có thể ngắm toàn bộ không gian rộng lớn của Bà Nà mới, với mây, núi, rừng rậm, thác nước. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi khá rõ rệt của khí hậu trên đây khi đi qua cổng trời, hay bạn sẽ được trải nghiệm cái cảm giác phiêu lưu hòa lẫn với sương mờ. Thời gian đi cáp treo trung bình từ 20 đến 25 phút một chuyến. 9 giờ, tiếp tục cuộc hành trình, bạn đi bộ tham quan tượng Phật Thích Ca Uy. Thích Ca uy nghi với chiều cao 27m được đặt tại vị trí cao nhất Đông Nam Á. Ở đây bạn cũng sẽ được tham quan ngôi chùa Linh Ứng Bà Nà. Đây là một ngôi chùa rất linh thiêng trên ngọn núi Chúa, được phủ lớp sương mù mờ ảo của Bà Nà, bạn như đang lạc vào chốn tiên cảnh vậy đó. 10 giờ, ngay sau chùa Linh Ứng Bà Nà, bạn sẽ tham quan vườn Lộc Uyển và Quan Âm gần đó. Rồi tiếp đến, bạn được đặt chân lên, chặng thứ 2 là từ Bà Nà lên nhà ga Morin. Còn chặng thứ 3 mới đây đưa vào phục vụ thêm là từ Suối Mơ lên thẳng Indochine. Di chuyển bằng tàu hỏa leo núi, bắt đầu từ 8 giờ sáng, cứ 15 phút là có một chuyến và kết thúc lúc 18 giờ hàng ngày. Giá di chuyển bằng tàu hỏa leo núi đã được gộp chung vào vé cáp treo. Theo kinh nghiệm du lịch Bà Nà Hill Đà Nẵng của Cuồng, thì những người trẻ đi tàu hỏa này men theo sườn núi thì khá thú vị. Con nít thì vô cùng thích thú nhưng cố gắng giữ các bé hiếu động bằng cách giữ trẻ ngồi yên tại chỗ. Khi vào khu vực Le Jardin du Mont, nhiều loại hoa được tính chuyển từ khắp nơi trên thế giới và hầm rượu đi bay và hay là nhà tịnh tâm thì giá người lớn là 70.000 đồng trên một vé, trẻ em từ 1m đến 1m3 là 50.000 đồng trên một vé, trẻ em dưới 1m thì được miễn phí. 11 giờ, bạn sẽ tham quan khu vui chơi Fantasy Park. Đây cũng là khu vui chơi lớn nhất Việt Nam, bao gồm 106 trò chơi miễn phí với nhiều máy chơi game. Ngoài ra, còn có những trò chơi mang tính thử thách như tháp trượt mạo hiểm, căn hầm ma, leo núi mạo hiểm hay vòng xoay thế kỷ. Bạn có thể chơi liên tục mà không tốn phí. Còn tại khu trưng bày tượng sáp mô phỏng hơn 40 nhân vật nổi tiếng giống như thật, bạn phải mua thêm vé vào cổng tham gia với giá vé là 70.000 đồng. Tiếp tục hành trình trưa chiều, 12:30, ăn trưa bạn có thể thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng ở Bà Nà Hill. Trong địa điểm du lịch Đà Nẵng này cũng có những nhà hàng ăn uống và cũng có nhiều kiosk bán thức ăn, nước uống dọc bên khu vui chơi. Còn nếu như bạn dành cả ngày tham quan tại địa điểm du lịch Đà Nẵng này thì có thể dùng buffet trưa tại nhà hàng trong Bà Nà Hill nhé. Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của Cuồng thì ăn buffet trưa trong du lịch Đà Nẵng Bà Nà Hill là rẻ và ngon nhất, bởi vì một vé buffet chỉ có 250.000 đồng cho một vé thôi mà các bạn ăn uống tẹt ga no nê luôn. Còn như các bạn mà gọi món trong những nhà hàng tại Bà Nà Hill Đà Nẵng thì đơn cử một món rẻ nhất như bún thịt nướng cũng đã 120.000 đồng trên một phần rồi, mà so với ăn no để vui chơi trong Bà Nà Hill thì tôi buồn đó xá gì chứ. Nên cái gì là cùng chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch giá rẻ thì thôi ăn buffet cho lành nha. 13:30, khi đã ăn và nghỉ ngơi xong tiếp tục chuyến hành trình, tiếp đến bạn đến ngôi chùa Lĩnh Chúa Linh, cũng có thể gọi bằng đền Bà Chúa Thượng. 13:30, khi đã ăn và nghỉ ngơi xong tiếp tục chuyến hành trình, tiếp đến bạn đến ngôi chùa Lĩnh Chúa Linh, cũng có thể gọi bằng đền Bà Chúa Thượng Ngàn để cầu bình an may mắn cho gia đình và họ hàng. Tiếp đến là đền thờ Mẫu Thượng Ngàn, Lầu Chuông, Tháp Linh Phong Tự. 14:30, đến làng Phát, bạn được tự do ngắm cảnh quay phim và chụp lưu niệm với phong cảnh không gian, những kiến trúc độc đáo. 15:45, kết thúc và rời Bà Nà bằng tuyến cáp thứ 3. Đây là tuyến cáp treo với độ dài và cao đạt kỷ lục thế giới. Nếu bạn muốn ở lại để tận hưởng không khí se lạnh hay Bà Nà về đêm, bạn có thể ở lại khách sạn Mercure. Lời khuyên ở lại đêm tại khách sạn này thì khá chán và đa số thì mọi người thường đi trong ngày. 16:45 thì nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi. 18:00 dùng bữa tối tại nhà hàng Morin. Sau đó bạn có thể tự do nghỉ ngơi và giải trí buổi tối hoặc đi dạo ngắm Bà Nà vào ban đêm, cảm nhận khí trời se lạnh nơi đây. Ăn gì tại Bà Nà Hill? Ở Bà Nà Hill bạn có thể có
có 3 sự lựa chọn đối với ăn trưa. Thứ nhất, thưởng thức bữa trưa tự chọn 30 món ở nhà hàng Maureen với giá 180.000 đồng trên người lớn và 90.000 đồng trẻ em. Nhà hàng có không gian rộng rãi, các món ăn chế biến sạch sẽ, phù hợp với khẩu vị của đa phần khách hàng, tuy hơi ít món. Cách này thì đơn giản nhất, đáp ứng được mọi nhu cầu của các thành viên trong đoàn và không phải chuẩn bị gì cả, hoặc bạn có thể ăn tại nhà hàng Mercure Đà Nẵng, Friends Village, Bana Hill, phía buffet là 200.000 trên một người. Thứ hai là ăn trưa theo thực đơn tại các nhà hàng, hình thức này thì khá đắt đỏ vì các nhà hàng trên giá cũng khá cao. Danh sách các nhà hàng tại Bana Hill mà bạn có thể tham khảo: nhà hàng Hội An, phục vụ các món ăn địa phương, bún, mì, cơm. Nhà hàng Dormer, phục vụ các món ăn nhanh, trái cây, các loại nước giải khát. Nhà hàng Maureen, ẩm thực địa phương, set menu Á-Âu từ 180.000 trở lên, thực đơn combo 160.000 trên một suất. Nhà hàng Bia, The Jus Dome, chuyên phục vụ các món dân dã như trâu, cò, vịt trời, bê thui, thực BBQ, bia tươi Đức, bia tươi Hà Nội. Nhà hàng Carcass, các món nướng đặc trưng của vùng Carcass Nga, sườn nướng, cườm nướng, các loại salad Nga. Nhà hàng Buffet Club, buffet hương vị ba miền Bắc Trung Nam, thực đơn 68 món với giá là 180.000 đồng một suất. Nhà hàng Buffet Vista, ẩm thực đặc trưng của vùng Carcass Nga với giá là 250.000 đồng trên một suất. Nhà hàng La Lavender, buffet 250.000 đồng trên một suất. Nhà hàng Le Jardin, buffet 250.000 đồng một suất. Nhà hàng La Pensée, combo tiện lợi đồng giá 150.000 đồng trên một suất. Nhà hàng Le Terroir, thế giới bánh ngọt nước Pháp. Nhà hàng La Crypt, cafe Porso, buffet Âu buổi trưa và tối 250.000 đồng một suất. Và nhà hàng Lito, ẩm thực truyền thống của Việt Nam và châu Á. Tham quan Bà Nà Hill Đà Nẵng, bạn nên ở lại tại khách sạn nào? Thường thì đa số khách đến Bà Nà chỉ ở Bà Nà một ngày mà không qua đêm vì giá khách sạn trên Bà Nà khá cao. Một phần khi bạn ở những khách sạn trên cao thì phải tốn chi phí đi cáp treo xuống dưới để tham quan tiếp. Chỉ những người đi du lịch muốn hưởng thụ không gian đặc trưng hay sự khác biệt thì mới ở lại ở trên đây thôi. Nếu bạn muốn ở lại thì có hai phương án để bạn chọn lựa. Bà Nà hiện tại chỉ kinh doanh một khu khách sạn Mercure tiêu chuẩn 4 sao với 494 phòng nghỉ, khu spa, phòng tập gym và bể bơi trong nhà. Giá một đêm ở đây là 2 triệu, các bạn nên book phòng trước trên các trang web đặt phòng trực tuyến nếu đi vào mùa cao điểm để tránh tình trạng hết phòng. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí thì nên đặt khách sạn ở gần bãi biển Mỹ Khê. Thứ nhất, gần biển có thể tắm biển thoải mái. Thứ hai, tiện đi lại vui chơi những địa điểm khác. Thứ ba, trên Bà Nà buổi tối không có hoạt động gì diễn ra nên hơi buồn và chi phí thì khá đắt đỏ. Trên đây là tất tần tật những lưu ý khi tham quan Bà Nà Hill vào ngày mưa. Hy vọng những thông tin mà Cuồng vừa chia sẻ sẽ giúp bạn có chuyến du lịch Đà Nẵng suôn sẻ, kể cả khi thời tiết không thuận lợi. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm du lịch Đà Nẵng tham quan Bà Nà Hill tuyệt vời nhất nha!